Ronaldo dọa đấm trọng tài khi nhận thẻ đỏ. Rạng sáng ngày 9 tháng 4, Al-Nassr thua Al-Hilal 1-2 ở bán kết siêu cúp quốc gia. Phút 86, Cristiano Ronaldo và Ali Al-Bulayhi va chạm ở sát đường biên dọc. Trong khoảnh khắc mất bình tĩnh, CR7 đã thúc cùi chỏ vào ngực trung vệ bên phía Al-Hilal. Al-Bulayhi ngay lập tức ngã ra sân với vẻ đau đớn. Trọng tài chính Al-Hilal chạy đến, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha kêu oan nhưng không thành. Anh giơ nắm đấm về phía ông Al-Hilal rồi quay lưng bỏ đi trong sự bất lực. Trên đường rời sân, Ronaldo mỉa mai tổ trọng tài điều khiển trận đấu, thậm chí còn vỗ vai vị trọng tài biên. Trước đó, Ronaldo bức xúc vì quyết định từ chối công nhận bàn thắng của Al-Nassr trong hiệp 1. Từ pha căng ngang bên cánh phải, CR7 dướn người nhưng không thể chạm bóng. Otavio băng lên, sút tung lưới Al-Hilal. Tuy nhiên, bàn thắng của Al-Nassr bị tước do trọng tài xác định Ronaldo tham gia pha tấn công khi việt vị. Al-Nassr đã chơi cố gắng nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Al-Hilal. Đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus hoàn toàn vượt trội so với trình độ của các đối thủ tại Ả Rập Xê Út. Al-Hilal thêm một lần khiến Al-Nassr ôm hận bằng chiến thắng 2-1. Các cầu thủ lập công cho đội bóng áo xanh là Andor Sari và Malcolm. Ở bàn thua đầu tiên, chính Ronaldo là người để mất bóng, tạo điều kiện cho đối thủ phản công. Đến bàn thua thứ hai, hàng thủ Al-Nassr chơi tệ và để Malcolm thoải mái đánh đầu, hạ gục thủ môn. Khi Ronaldo rời sân, Al-Nassr lại có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Sadio Mane ở phút 90+9. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis Castro lật ngược thế cờ. Thất bại trên sân Mohamed Bin Zayed khiến Al-Nassr chỉ còn đúng một cơ hội giành danh hiệu ở mùa này, đó là cúp nhà vua. Ronaldo cùng đồng đội sẽ chạm trán Al-Khalis ở bán kết vào ngày 2 tháng 5. Ở nhánh còn lại, Al-Hilal sẽ đối đầu Al-Ittihad. Al-Hilal đứng trước cơ hội khiến đối thủ cùng thành phố trắng tay trên mọi mặt trận.